Đây là tầng 1 nè. Cái tấm này là tấm thạch cao ngăn lại thành một phòng này. Là một phòng. Cầu thang này ở bên trong này. Có nhà vệ sinh nhỏ bên trong này. Cũng là trung tâm tiếng Anh này. Tầng 2 này. Đây là sinh đầu tiên. Trong nhà có can sẵn. Đấy, sáng sủa luôn. Sơn đúng màu của trung tâm tiếng Anh. Lời biếng là có lỗi với chính mình và hy vọng của gia đình. Rất nhiều slogan luôn. Sáng quắc luôn. Sàn gỗ. Nhà này chắc mới làm đúng không anh? Chắc nhà này phải lắm được khoảng 7-8 năm nào cùng. Tầng 5 là được một phòng nữa. Có một cái sân phơi như nhiều.